Xin chào tất cả các bạn, trong video sẽ hướng dẫn cách sử dụng Fetch cho phép đọc dữ liệu JSON từ REST Resource ở trên Internet ở trong email script Theo chương trình Visual Studio Code và mở lại thư mục Lab One ở trong thư mục thì sẽ tiếp tục tạo ra các file tương ứng với SSI Tree index tree.html nhấn enter và kích vào thư mục cs new file exercise tree.cs nhấn enter mở nội dung của index tree gõ vào html file nhấn enter sẽ thực hiện liên kết nội dung của A Trip. và nhấn Enter. Sau đó gõ vào JS, lựa chọn Exercise Tree. Đây thì chúng ta có thể S1, ở đây là Exercise Tree. Để có thể có được các cái địa chỉ của Rest Resource và chúng ta có thể sử dụng ở trong trang thì các bạn có thể gõ vào Free Rest Resource nhấn Enter và có thể sử dụng ở đây thì chúng ta sử dụng là List of Public API và kích vào sau đó sẽ xem xét ví dụ là Uh, sử dụng địa chỉ như thế này thì chúng ta có thể kích vào và sẽ mở địa chỉ này ra để có thể là truy cập danh sách các, các fetch thì nhấn vào S nhấn Enter thì sẽ hiển thị ra là nội dung của file được trả về từ REST resource và chúng ta có thể là sử dụng cơ chế fetch ở trong JavaScript để đọc được nội dung và hiển thị ra. Copy địa chỉ. Mở trở lại nội dung của exercise3.cs và nhập vào mã cho phép là đọc nội dung thì đây là sử dụng hàm fetch của JavaScript và dán vào cái địa chỉ đã được copy. Và nếu lấy dữ liệu thành công thì có thể sử dụng đó là gen và response. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật là tạo ra một hàm trực tiếp ở trong gen và phần tên hàm thì bỏ qua phần tên hàm, tham số truyền vào đó là response. Sử dụng console log để hiển thị thông tin của response. Và nếu có lỗi xảy ra thì sẽ sử dụng catch và cũng sử dụng kỹ thuật là tạo hàm trực tiếp, bỏ phần tên hàm sau đó tham số truyền vào đó là error và nếu có lỗi xảy ra thì sẽ hiển thị cái thông tin lỗi lưu nội dung và có thể kiểm tra cái kết quả thực hiện ở trên trình duyệt. Các bạn lưu ý là cái nội dung của fetch thì không được hỗ trợ ở trong Node.js và chúng ta cần phải thực hiện khai báo import các cái thành phần cần thiết. Nếu chúng ta muốn chạy ở trong Node.js và vì vậy cần phải chuyển về trở lại index tree html và thực hiện ở trên trình duyệt để có thể thấy được cái kết quả hiển thị như thế nào mở trở lại vào index tree html kích phải và chọn open with live server để chạy trang web có nhúng cái nội dung của javascript và ở trong phần menu thì lựa chọn more tools ở đây thì chúng ta có thể nhấn control shift i hoặc là F12 để có thể mở cái công cụ developer tools. Ở trong phần console thì chúng ta có thể thấy được là thông tin của đối tượng response và bao gồm các thông tin thì trong đó có các cái phần đó là phần respond, uh, prototype thì trong phần prototype thì có thể là uh, truy cập tới các thông tin uh, và rất là nhiều các thông tin ở đây thì chúng ta có thể là sử dụng JSON uh, thì trong JSON thì tiếp tục là sử dụng prototype thì uh, chúng ta sẽ có một số các thông tin ở trong này và để có thể là truy cập tới cái nội dung được trả về từ phía server thì chúng ta có thể sử dụng thành phần đó là JSON và gọi thực hiện JSON để trả về cái kết quả chi tiết của phần dữ liệu. Trên sửa nội dung của exercise3.cs và ở đây thì sẽ bỏ phần console log response và gọi thực hiện response sau đó gọi thực hiện json và JSON sẽ trả về đối tượng Promise và kỹ thuật Promise thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong cái phần sau để có thể lấy về dữ liệu được trả từ JSON thì có thể định nghĩa function trong này sẽ định nghĩa function bỏ tên sau đó là JSON data và có thể sử dụng console log JSON data Dot Data thì Data là cái phần thông tin mà chúng ta có thể lấy được từ cái dữ liệu trả về. Thì phần điều chỉnh này sẽ cho phép là hiển thị các cái thông tin nhận được và sẽ bao gồm là danh sách các cái CatFest được trả về. mở trở lại kết quả ở trên trình duyệt thì chúng ta sẽ thấy trong phần console sẽ hiển thị ra mảng các cái fact và ở đây thì có thể thấy được đó là bao gồm 10 phần tử ở trong mảng tiếp tục xử lý để cho phép là hiển thị các cái thành phần ở trong mảng lên trên trang web thì trước hết sẽ khai báo let elements và sau khi nhận về giá trị là một mảng dữ liệu thì chúng ta có thể là sử dụng phương thức map và phương thức map có đặc điểm là sẽ ánh xạ mỗi phần tử với cái thay đổi thì ở đây thì chúng ta có thể là xác định là mẫu phần tử và mẫu phần tử sẽ trả về một cái giá trị thay đổi mới thì trong này sẽ truy cập tới fed thì chúng ta lưu ý là cái phần fed này là cái tên của cái thuộc tính thành phần fed thì sẽ xác định là tên của thuộc tính của mỗi đối tượng thì mỗi đối tượng ở đây thì chúng ta sẽ thấy là truyền vào cái thông tin là truyền vào trong tham số item và sẽ truy cập tới FAT, tức là truy cập tới cái phần dữ liệu ở đây kết quả thực hiện ở trên trình duyệt thì chúng ta sẽ thấy là nội dung của các cái fact sẽ được hiển thị ở trên trang web và sẽ hiển thị theo dạng đó là danh sách và ở đây chúng ta có thể bổ sung thêm order list hay là cái hành uh, order list để xác định là bắt đầu danh sách và kết thúc danh sách trong cái quá trình hiển thị ở trên trình duyệt như thế nào ở trong phần document Write line thì có thể sử dụng kỹ thuật đó là tràn thêm thẻ ở đây là order list và cộng với nội dung sau đó cộng với thẻ đóng của order list lưu và kiểm tra cái kết quả trên trình duyệt Và kết quả trên trình diệt thì chúng ta thấy được là cái phần hiển thị thì sẽ hiển thị ra các cái mục dữ liệu và có đánh số 1, 2, 3 như thế này. Thì chúng ta có thể thay đổi uh, thay vì sử dụng là unordered thì sử dụng là ordered tức là danh sách có thứ tự. như vậy chúng ta đã kết thúc nội dung hướng dẫn của video và để giúp cho kênh ngày càng phát triển cũng như cung cấp các kiến thức hữu ích cho tất cả các bạn rất mong nhận được like subscribe and share của tất cả các bạn xin cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của tất cả các bạn